Đây, tùng cối ba thân, gia đình đây, chồng vợ và thằng cu đây, chồng vợ và thằng cu đây, chắc chồng toan vợ nhỉ, các bạn nhỉ, chồng chắc phải toan vợ rồi đấy. Úi trời, tầm camera này, vút tầm camera đây, thằng cu đây, thằng cu hay là cái tí đây, bố nó đây, bố và mẹ nó đang quấn với nhau trên này này, sống cùng nhau trên này này, thằng bố to này, nó che chở này đấy, thằng bố rất to rất đầy rất cương trực, thằng con thì còn nhỏ nhưng mà ba mẹ khá là mềm dẻo, khá là bản lĩnh, loại thân này khá bản lĩnh và trên là khá mềm dẻo và đảm đang này, theo tôi là như thế các bác. Rồi. Đây, anh cu đây, anh cu này lớn đẹp trai đây. Đây, cây đỗ quyên này đưa được xoay quá cái khổ xanh ra nè, đâu cô, có xoay không? Đây là xanh này á, để cả thấy hơi giận, cứ để vậy thôi chứ bây giờ nó chỗ ấy rậm đây quá. đè đẹp luôn Rồi, để đây, tổng quan thôi. Đấy, có cả số điện thoại kìa, đỡ phải hỏi. Để này về thôi được đấy, to vệ đẹp. Ở đây có phải xin lao hay không? Đề này đẹp không? Nó mọc kiểu lùn lùn đúng lạ đấy nhỉ? Vì là thường nó khóa lên to lắm. Cây rất dài, rất to nhưng mà này luôn đẹp. Nó vẽ ấy thân. Cái này biết khai thác ở đâu hay là như thế nào? Của nhà nhưng mà của nhà người ta. Vâng. Chứ mà thả ngoài ngoài thì nó lên thì chắc được cái lao đẹp. Vâng. Cây này cũng đẹp. Đây, cây này là cái vơi. À không phải. Cái này là nhầm với cái đôi ở ngoài kia, không phải. Mà nó rộng quá, quay là hơi khó. Thế này là chắc quay rồi. Không biết quay nó rộng mà. Vâng. Xanh. Đấy, quay nó khó. Xanh bằng đá. Cái sam lúa. Đây là xanh. Đấy, nhìn rõ không? Rõ mà cô. Rõ ràng. Đấy, to quá. Đấy. Còn xanh ý ghê đấy nhỉ. Hôm nay có đại gia nào mua cái này, đại gia nào mua bệ kinh đấy, có củ đề đấy, cũng có này, thế thế quái ghê đấy nhỉ. Đây, có gốc này vô cục, thế này nhiều quả lắm, cái giống này. Đấy. Đây là cái đỗ quyên, tí là phải quay riêng. À đỗ quyên. Đấy, cái đề. Ui. À, là chú thủy. Cái này nhiều lắm. Đấy, mấy cây ngục quế đấy. Đôi này nhỏ hơn tí nhưng mà cũng già, cũng ghê gớm đấy, ghê gớm đấy. Cái mẫu đơn ta này cũng kinh đấy. Đơn ta. Vâng. Đôi xứ. Xứ ở ngoài đường nó. Đây cái mẫu đơn này kinh đấy. Gốc to ghê chưa?
rang nụ, rang hoa. Đấy. Đẹp. Linh sang nhiều vô biên. Luôn. Củ và thì cũng đẹp. Và trong trường có cây nào đấy, cây tùng La Hán này cũng đẹp này. Tùng La Hán này bao tiền cô? Tùng La Hán này bao tiền? Cũng được đấy. Bệ được. Bệ đấy. Đây này con cây sung gà. Đẹp không? Đấy. À cây đấy. Cháu biết cây đấy rồi. Đôi Nguyệt Quế kìa, mới lên đấy. À. Hơi khó quay, cây hơi vướng. Đây vào chỗ này mà quay nào. Đưa bỏ cây sung này ra cho mà quay. Đẹp luôn. Này, cái cây này có riêng một cái nhà cổ nha. Riêng cái nhà cổ. Xanh. Còn là hán. Đây còn là hán đây. Còn là hán này cũng hay ấy. Đơn giản đấy. Con xa này cũng đẹp. Đây là quay ngang, đôi Nguyệt Quế này quay. Cái này phải quay ngang mới nhìn thấy gốc. Chờ, chờ cho tí. Con làm liền này kinh. Đây, đứng đây nhìn thấy gốc này. Đấy. Làm liền này, làm liền này cũng được đấy. Đẹp mà. Ai mua bảo đi. Bảo ngô bảo gạo đây. Nhiều cây quá. Đây, đôi Nguyệt Quế thác đổ, mua một cây cả đôi. Nó xung xuê mà. Người ta tách ra. Đây, một chú đây, chú kia tương tự. Thân lên đây. Đấy. Đấy. Tay vươn rất dài. Chú kia cũng thế, kia là nhiều quả. Chăm chó. Đấy, chú kia bệ đẹp lắm. Bán đầy ghê. Đây, con xanh này cũng đẹp mà không mang ra hả cô? Con này cũng đẹp mà không mang ra ngoài. Không mang ra ngoài. Bảo là không mang ra ngoài. Nam Điền sao đây? Nam Điền. Này bao nhiêu tiền cô? 6 triệu. Đẹp anh nhỉ. Chậu đẹp, thân đẹp, tán đẹp, đầy rồi. Ui, đôi trùng cối. Đôi trùng. Đấy, đấy con La Hán này cũng đẹp.
này sướng này, ngồi nhà bán cây này sướng, vừa sướng vừa ngắm sướng. Làm này nghề này sống lâu lắm. Ừ. Đấy. À Hải Châu. Ui. Trong này nhiều lắm. Hoa hết cả mắt. Hoa mắt rồi. Quay cái nọ lại muốn quay cái kia. Cái gì đây cô? Nhất kim anh. Cái này này. Ừ. Chả nhìn thấy lá chả biết. Nó chưa đẩy. Mùa này nó chậm này. Đấy. Xanh này kinh. Làng xây dựng làng nhiều quá quay. Trong này nhiều quá, ngày hôm nào nắng nắng vào. Rồi ra quay kỹ cái cây rồi ra quay kỹ cái cây đỗ quyên 25 triệu. Đỗ quyên này nó bắt đầu từ cái bệ nha các bác nha. 25 triệu. Và bệ bệt tên lệch bệt tên lệch chơi con sai là hay lắm. Rồi, đây đang rất nhiều lục với hoa này. Đây là ngói. Vệ của Đỗ Quyên với cái da lá là rất đẹp. Đấy, hoa này, lụ thì đang rất nhiều. Trong này là đang thích cây đỗ quyên này, cây nam điền kia, nam điền này cũng tạm, và cây lá hán này thì rất đơn giản và hay, còn lại thì không thích nhưng mà không thích bằng các bạn. Đấy. À đây thích thêm cái sàn lũa này. Sàn lũa này. Cái này hay này. Rất đầy, rất che cho cái tử như này. Ra biển. Đoạn này cái bệ cái đỗ quyên này chứ không quay được nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi cảm ơn các bác nha.